Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2020 và 31 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 1989, 22 tháng 12 2020, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Trong không khí thành kính trang nghiêm, đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương và thắp hương viếng từng phần mộ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc. Cùng ngày, Thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng đã trao 20 xuất quà cho 20 gia đình chính sách tại thành phố Pleiku, huyện Chư Pà và huyện Đắc Đoa với tổng trị giá 20 triệu đồng.